Hana xin chào mọi người nha Trong video này thì mình xin chia sẻ với mọi người những cái mẫu lọng ghép nha Phối Mình sẽ phối giải màu lên nha cho nó nổi ha Đây là hai mẫu Mình làm một cách tùy hứng thôi nha Chứ không có khuôn mẫu gì hết Rồi mình sẽ bắt đầu mẫu thứ nhất nha Thì bạn vẽ xong một cái áo cổ gì cũng được Cổ tim, cổ tròn gì cũng được nha thì ở đây thì mình sẽ là cổ cổ tròn nha thì bạn sẽ đặt lên một cái vải khác màu sao cho tiệp với cái mình giải mình cái áo mình may nha thì bạn sẽ xếp đôi thân áo lại rồi mình đặt lên một miếng giải màu cũng xếp đôi lại nha bạn đưa bề mặt lên nha rồi sau đó thì mình sẽ cắt cái vòng cổ vai và cái vòng nách thì vùng nách thì mình sẽ phối tới đâu thì mình sẽ cắt tới đó nha rồi tiếp đến đó, thì bạn sẽ vẽ nha mình thích vẽ cái gì thì mình cứ vẽ thôi không có khuôn mẫu gì hết nó là là tùy hứng nha bạn thích vẽ kiểu gì đó mình vẽ nha mình có qua tay thì mình vẽ hơi đẹp đẹp xíu còn không có qua tay thì mình vẽ đơn giản mình cảm thấy phụ mình thích thì thấy ok thì mình cứ vẽ ha rồi sau đó thì mình sẽ cắt theo cái dấu phấn mình vừa vẽ thôi Rồi bạn nhớ là có thể bạn dùng kim ghim nha Ghim cái thân áo với cái miếng phối cho nó nằm im là mình dễ cắt Cho nó không bị lệch ha Ở đây mình làm biến mình Để vậy mình cắt luôn Cắt từ từ Để cho cái áo nó không có đơn điệu thì mình cứ phối như này ha thì sẽ được một cái kiểu áo à, nhìn nó rất là bắt mắt nha Đấy, là mẫu có 102 nha nếu mà biểu vẽ lại một mẫu như vậy mình cũng phải là nghiên cứu lại cái này là tùy hứng cho nên nó không có khuôn mẫu rồi như là mình đã cắt xong rồi ha rồi bạn nhớ là sang dấu phấn lại theo cái đường mình mới vừa cắt nha nhớ là giải màu bạn đưa cái bề mặt lên nha để mà khi mình ráp vô mình thấy đường mình ráp nha đó mình lấy dấu phấn lại khi mà lên mái mai thì bạn dùng kim ghim nha mình ghim uh, cho định hình cho nó đâu nó nằm im đó để mình mai cho nó không có bị lệch đó sau khi mình sang dấu xong mình sẽ cắt bớt bỏ cái phần phối dưới nha, sao cho nó chừa khoảng hai phân là được rồi. Đó. Dẻ phấn cho nó đậm lên ha, rồi bạn uh, xếp đôi ngược qua bên đây, đưa về phấn vô để mình lấy dấu phấn in qua bên kia cho nó đối xứng nha. cứ vẽ phấn đậm lên rồi mình dỗ cho nó phấn nó in qua. Sau khi lấy được dấu phấn rồi thì mình cứ đặt cái thân áo lên. Đó. rồi bạn cứ dùng kim mình ghim ha ghim đều đều rồi bắt đầu mình may à, cách đều hai ly, may theo cái đường cắt ha mai cách điều hai ly là là xong cái mẫu rồi đó, cứ mai đều theo cái dấu cắt mình mới vừa cắt đó rồi bạn cắt gọt sao cho nó trơn tru nha nó đừng có bị sần sùi thì nhìn cái dấu cắt mình không đẹp rồi tiếp theo thì mình sẽ làm mẫu thứ hai nha đó dễ màu mình cũng xếp gấp đôi lại nha đưa bề mặt lên rồi đây là một mẫu áo cổ tròn nữa nha cái đường vải gặp đôi sẽ cho nó trùng với đường gặp đôi của thân áo nha mình cũng cắt lại cái vòng cổ vai và cái vòng nách Cái này mình làm hơi tỉ mỉ tí xíu Thì um, nhất là cái có khoảng mai đó Mình mai vô từ từ thôi Ghim định hình đâu đó cho nó ngay ngắn Rồi mình mai đều đều là Là cái mẫu mình nó sẽ đẹp nha Nó sẽ mướt Rồi thì bắt đầu mình vẽ Mình thích kiểu gì mình vẽ kiểu đó nha Đó rồi mình vẽ dạng mình rã cái phần đô nha rồi phần đô trên này là mình vẽ mình phối lên ha rồi sau khi vẽ xong thì mình cắt theo cái đường phấn bạn sợ mình cắt nó bị lọt thì bạn cứ dùng kim ghim để định hình nó lại nha còn không thì mình cắt từ từ à, tỉ mỉ tí xíu thì mình sẽ có được một cái kiểu áo nha kiểu áo mới nhớ là mình phối màu mình lựa màu sao cho nó nó trùng khớp với trên cái áo ví dụ như áo nó có màu gì mà như áo này có màu cam thì mình sẽ phối với màu cam hoặc là màu đen cũng được nha sao cho miễn sao trên thân áo á, trên áo nó có cái màu gì đó mình phối với màu đó lên đó sau khi mình cắt xong rồi mình sẽ sang dấu phấn lại nhớ là cái giải màu mình đưa bề mặt lên nha đó, để mình lấy dấu phấn ở trên cái miếng giải màu đó đó để xíu nữa mình mai là mình sẽ mai theo cái đường phấn đặt theo cái đường phấn rồi mình mai nha đó, mình sẽ gọt bớt cái phần đã đô nha chừa ra chừa đường vừa cho nó qua khỏi cái đường phối mai nha sau đó mình sẽ lấy dấu lại cho nó đậm đậm lên rồi bạn sẽ sang dấu qua bên kia nếu những mẫu nào đối xứng thì mình mình ốp lại mình sang dấu còn mẫu không đối xứng thì mình thôi mình để lật cái thân ra mình vẽ thôi nó nó hơi mờ thì mình vẽ lại rồi sau khi vẽ xong rồi thì mình sẽ đặt lên theo cái dấu phấn rồi bạn cứ đạp theo đường chỉ mai theo cái cái đường cắt của mình ha cách đều hai ly rồi bạn ủi trang trí hộp rồi lên ha thì nhìn cái áo nó nó rất là đẹp đó như vậy là mình à, xong được cái hai cái mẫu phối ha đơn giản Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video thì mong rằng chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho mọi người nha chúc mọi người thành công hẹn gặp lại mọi người trong những video sau xin chào tạm biệt